là dễ thương xinh đẹp. Và đây có cây cầu, ở dưới là có những con kênh. Wow, đây mọi người nhìn đây, tuyệt vời chưa? Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Châu Âu vốn là điểm đến du lịch nổi tiếng từ khá là lâu rồi, nhưng mà các ngày hôm nay Nick mới có dịp đi du lịch châu Âu. Và chuyến đi vừa rồi Nick đã qua được hai nước Pháp và Thụy Sĩ. Chuyến đi để lại rất là nhiều ấn tượng trong lòng của Nick. Vì vậy hôm nay Nick làm video clip này chia sẻ lại những hình ảnh mà Nick đã quay được trong chuyến đi vừa rồi. Và video clip này là phần một của chương trình mà Nick đã đi. Đầu tiên là Nick bay từ Sài Gòn qua Paris, Pháp. Trong Pháp thì Nick đã đi được 4 thành phố, đó là thủ đô Paris, sau đó đến thành phố Rennes, rồi chuyển tiếp qua thành phố Nancy. Terminal này qua terminal khác hoặc là đi tàu điện đi qua đi lại cho biết trải nghiệm. Nick thấy là sân bay này tuyệt vời, một trong những sân bay mà luôn luôn đứng là top 5 những sân bay đạt chuẩn, những sân bay tốt nhất thế giới. Và quả thật là như vậy, sân bay rất là lớn, cái gì cũng sang cũng đẹp. Có cơ hội thì đi sân bay này trên hãng hàng không của Emirates, được xem là hãng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới, thì cô chú chị mình thử trải nghiệm nha. Và phải nói là đẹp lắm, xứng đáng. Các chú chị có đi từ Mỹ nè, từ châu Âu đi về bằng hãng hàng không Emirates này, chắc chắn là sẽ quá cảnh tại Dubai. Và chúng ta có cơ hội để khám phá trải nghiệm tại sân bay Dubai. Sau chặng bay từ Sài Gòn qua Dubai khoảng 7 tiếng, sau đó chờ tại sân bay Dubai 4 tiếng, rồi tiếp tục chuyến bay từ Dubai qua Paris khoảng 6 tiếng rưỡi, tổng cộng thời gian khoảng 18 tiếng cho chuyến đi lần này. Bây giờ thì Nick đã tới sân bay Charles de Gaulle của Paris. Xếp hàng vào làm thủ tục cũng khá là đông, tuy nhiên thì Nick thấy là cũng khá thuận tiện và dễ dàng, rất là nhanh chóng mà thôi. Bây giờ thì đã tới khu vực nhận hành lý, và sau khi nhận được hành lý rồi thì chúng ta sẽ đi ra ngoài và đi thẳng vào trung tâm thủ đô Paris, kinh đô ánh sáng của nước Pháp, tham quan một vòng nhé. Điểm đầu tiên tại Paris mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là Khải Hoàn Môn, nằm giữa quảng trường Etoile, được xây dựng thời đế chế của Napoleon Đại Đế. Và kế bên đó là đại lộ Champs-Élysées, được xem là đại lộ đẹp nhất của nước Pháp và hàng đầu của thế giới từ thời xa xưa tới tận bây giờ. Đến Paris mà chưa tham quan bảo tàng Louvre thì đó là một thiếu sót. Đây là một viện bảo tàng nghệ thuật và di tích lịch sử tại Paris, nước Pháp, vốn nổi tiếng không chỉ tại nước Pháp mà vang danh toàn cầu. Có vị trí ở trung tâm lịch sử của thành phố bên bờ sông Seine. Viện Bảo tàng Louvre vốn là một pháo đài được vua Philip August cho xây dựng vào năm 1190, cuối thế kỷ thứ 14 dưới thời vua Charles V. Viện Bảo tàng Louvre trở thành cung điện hoàng gia và sau đó tiếp tục được mở rộng qua các triều đại. Từ năm 1672, khi triều đình Pháp chuyển về lâu đài Versailles, bộ sưu tập hoàng gia được lưu trữ tại Louvre. Thời kỳ cách mạng Pháp, cung điện trở thành bảo tàng, mở cửa vào ngày 10 tháng 8 năm 1793. Năm 2008, Bảo tàng Louvre đón 8,5 triệu lượt khách, giữ vị trí địa điểm thu phí được viếng thăm nhiều nhất tại Paris, đồng thời cũng là bảo tàng thu hút nhất trên thế giới. Với diện tích 210.000 m², Bảo tàng Louvre trưng bày 35.000 trên tổng số 380.000 hiện vật. Trong bộ sưu tập của Bảo tàng Louvre hiện nay, có những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của lịch sử nghệ thuật như Tượng thần Vệ nữ, Tượng thần chiến thắng Sumatra, nàng Mona Lisa của đại danh họa nước Ý Leonardo da Vinci. Và đây là căn phòng trưng bày bức tranh nàng Mona Lisa với nụ cười bí hiểm, luôn thu hút hàng trăm hàng ngàn du khách đến tham quan chụp ảnh mỗi ngày.
Đến thăm Paris nhất định đừng bỏ qua nhà hát Opéra Palais Garnier, một trong những công trình xa hoa và lộng lẫy bậc nhất của nước Pháp, có sức ảnh hưởng rất lớn tới đời sống văn hóa và tinh thần của người dân nơi đây. Cùng với Khải Hoàn Môn, Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà hay Đại lộ Champs-Élysées, nhà hát Opéra Palais Garnier cũng là một trong những công trình tuyệt đẹp biểu tượng cho thành phố Paris, thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về, đặc biệt là những người yêu âm nhạc và nghệ thuật. Nhà hát Opéra Palais Garnier được thiết kế cho những bữa tiệc xa hoa của giới quý tộc thời xưa. Đặc trưng của nhà hát đó là phong cách Baroque với những mái vòm cao vút. Vì vậy, ngay từ đằng xa, chúng ta sẽ bị ấn tượng bởi phong cách kiến trúc cổ điển, chạm trổ những bức tượng điêu khắc nổi tiếng như La Danse, tác phẩm của Jean-Baptiste Cabot, La Manie, tác phẩm của François Dufour, trang hoàng bằng đá, cẩm thạch, cột trụ và trụ ngạch. Không chỉ là nổi bật ở Pháp, nhà hát Opéra Palais Garnier được xem là nhà hát lớn nhất châu Âu với chiều dài là 172m, rộng 1,2 hectare, cao 79m và có sức chứa lên đến 2.000 người. Gần với nhà hát Palais Garnier có hai trung tâm mua sắm rất là lớn, đó là Printemps và Lafayette. Quý cô chú anh chị và các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội để vào tham quan và mua sắm tại một trong hai trung tâm này nhé. Kiến trúc, trang trí lộng lẫy xa hoa rất là đẹp. Đây là những hình ảnh mà Nick đã quay được trong trung tâm Lafayette, giống như một cung điện với mái vòm cong vuốt và những ánh đèn trang trí rất là tuyệt vời. Ở đây, quý cô chú anh chị mình có thể tìm mua bất kỳ một sản phẩm nào, từ những loại hàng xa xỉ như những túi hiệu Louis Vuitton, Hermes, Gucci, Prada, Chanel hay các loại nước hoa mỹ phẩm nổi tiếng của Pháp và của các nơi trên thế giới, cùng với những mặt hàng giày dép, quần áo, vali, túi sách và ngay cả những món về ẩm thực, hàng hóa tiêu dùng mỗi ngày. El Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. A Babordo, il Palazzo del Louvre fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa City, la grande galleria che posteggia il fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente nel corso delle conquiste. Dòng sông Sen thơ mộng có chiều dài hơn 770 km, trải qua nhiều địa phận của nước Pháp, nhưng nổi bật nhất là đoạn chảy qua thành phố Paris. Ngồi du thuyền là cách tốt nhất để thưởng ngoạn vẻ đẹp hai bên bờ sông rõ nhất. Từ trên thuyền, chúng ta có thể tham quan, có thể hòa mình vào không gian thoáng đãng màu vàng rực của nắng, màu xanh của nước và bầu trời, cùng với những cây cầu bắc ngang qua cả trăm năm tuổi tạo nên một cảnh sắc rất riêng biệt của Paris mà không có vẻ đẹp nào có thể thay thế được. Cây cầu Pont des Arts, nổi tiếng với tên gọi cầu khóa tình yêu, được xem là địa điểm vô cùng lý tưởng cho những cặp tình nhân đến cùng cầu nguyện và trao nhau nụ hôn nồng cháy, thể hiện tình yêu vĩnh cửu. Cảnh vật hai bên bờ sông Sen như một bức tranh sống động và đẹp lộng lẫy. Ngồi du thuyền trên sông Sen để thưởng ngoạn kinh đô ánh sáng này là một trải nghiệm tuyệt vời mà tất cả du khách không thể nào bỏ qua khi ghé thăm Paris. Vì vậy, cô chú anh chị và các bạn khi đến thăm thủ đô Paris, nhớ đi du thuyền trên sông Sen nhé. Ở đây sẽ có hai bến thuyền khác nhau, Bateau Parisien và Bateau Mouche. Đi trên bến nào cũng được, cái nào cũng rất là hay. Mỗi chuyến đi này mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, đi dọc hai bên bờ sông Sen, vòng qua đầu này và trở lại đầu kia, phải nói là tuyệt vời. À Île de la Cité, Paris estava originalmente confinada.
Bây giờ thì về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Trong chuyến đi lần này, Nick đã được ở khách sạn Mercure de Fun, một khách sạn 4 sao nằm gần trung tâm thành phố, cũng khá là thuận tiện cho việc đi lại. Bây giờ là buổi sáng rồi, xuống xếp hàng để ăn sáng thì rất là đông du khách của khách sạn chờ đến phần của mình để lấy thức ăn. Có thể nói là rất đông vui, Paris lúc nào cũng náo nhiệt, nhộn nhịp như thế này. Và chương trình hôm nay thì Nick sẽ di chuyển qua thành phố Reims nằm ở phía tây của nước Pháp, phía tây bắc của tỉnh Marne và phía tây của vùng Rhin-Ex. Thành phố nằm trên trục Paris và nước Đức. Thành phố cách thủ đô Paris 130 km theo đường chuyến bay, cách Marne 157 km và cách Lille 168 km và 282 km kể từ thành phố Strasbourg. Reims còn là quê hương của rượu vang sủi tăm nổi tiếng nhất thế giới, là điểm đến của những ai yêu hương vị của những giọt rượu vang lóng lánh. Reims còn được mệnh danh là thủ đô của xứ sở Champagne. Do vậy, trong chuyến đi lần này, Nick sẽ được đến tham quan một trong những nhà sản xuất rượu Champagne nổi tiếng tại thành phố Reims và sẽ có cơ hội nếm thử một ly rượu Champagne tại đây. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Bây giờ thì đã tới cái lò rượu Champagne Méger nổi tiếng của khu vực này, có đường hầm để làm rượu dài 18 km, nằm dưới lòng đất hơn 30 m. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào tham quan với Nick nhé. Và bây giờ thì Nick được đi thang máy xuống độ sâu cách mặt đất khoảng 30 m. Nơi đó sẽ là tầng hầm mà lò rượu Méger sản xuất rượu Champagne nổi tiếng ở khu vực này. Trong thang máy có một màn hình rất rộng chiếu những hình ảnh sống động giới thiệu về vùng quê của thành phố Reims và những cánh đồng nho bất tận của khu vực này, nơi mà có rất là nhiều lò rượu Champagne nổi tiếng tại nước Pháp cũng như là toàn cầu. You will see, you have to put it high, it will be easier to activate it. And you will see 101 on your audio guide. If it isn't activated, you have to dial 101 by yourself. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans le cab. Nous sommes à 30 mètres sous terre dans le monde souterrain de Champagne Mercier. Encore une fois, les audio guides sont nécessaires pour les informations. Les audio guides maintenant sont normalement déjà déclenchés. Si ce n'est pas le cas, il faudra composer le 101.
et si c'est déclenché, vous pouvez voir déjà 1-0-1 sur les écrans. Si vous avez un souci avec votre audio guide pendant la visite, il faut juste me faire un signe, j'ai des autres audio guides avec moi à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas à prendre des photos, bien sûr, vous êtes autorisé, mais veuillez rester bien assise. C'est très important pour notre sécurité, bien sûr. Ça s'est bien déclenché pour vous tous? Oui? Does it work for everyone? If you have any problem during the tour, just give me a sign. I have the other ones with me for you. You can take the photos, but please, it's really important to remain seated during the tour. Enjoy your tour. Bon visite à vous. Thank you. Con đường hầm này dài ngoằng, sâu hun hút với nhiều ngã rẽ. Tổng chiều dài của con đường hầm này lên tới 18 cây số. Và trong phần thiết kế cho du khách vào tham quan là rù Messier này, họ đã thiết kế là khoảng 600 mét cho du khách ngồi trên một đoàn tàu điện để đi vào tham quan. Rất là thú vị, phải nói là tuyệt vời luôn cô chú anh chị và các bạn ơi. So we get you do as it follows. Have a glass and then we speak as you go. So you taste and I speak at the same time. Và bây giờ đã đến lúc được thưởng thức một ly rượu champagne nổi tiếng của lò rượu Messier này rồi. Quá đã. Yeah. Bây giờ thì Nick đang ở trung tâm của thành phố Reims. Thành phố lịch sử này đã bắt nguồn từ thời kỳ xa xưa của đế chế La Mã. Nó còn được gọi là thành phố của lễ đăng quang hay thành phố của những vị vua. Bởi tại đây từng là nơi tôn phong của nhiều vị vua nước Pháp kể từ thế kỷ thứ 10, từ thời kỳ vua Louis Le Bier năm 816 đến đời vua Charles X của nước Pháp vào năm 1825. Được coi là thành phố lớn nhất của vùng Rhenish, Reims là một thành phố di sản với nhiều công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng, cũng như là những hoạt động văn hóa phong phú. Bây giờ xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng đi dạo thành phố Reims một vòng với Nick nhé. Đây là quảng trường Trois Đèn Lon, nơi đây có rất là nhiều nhà hàng, quán cà phê, quán thức ăn nhanh. Ở đây có thể dừng lại thưởng thức một tách cà phê hoặc ngồi nhâm nhi một ly bia thì rất là tuyệt vời. Biểu tượng nổi tiếng nhất gắn liền với hình ảnh thành phố Reims chính là nhà thờ Đức Bà Reims. Công trình lịch sử này được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 5 và cũng là địa điểm đăng quang của ngôi hoàng đế các vị vua nước Pháp. Kiểu kiến trúc của nó theo phong cách Gothic cổ điển với nhiều ngọn tháp và mái vòm tuyệt đẹp. Ai đến đây cũng không khỏi ngỡ ngàng trước các tác phẩm điêu khắc và các ô cửa kính màu quá đổi rực rỡ bên trong.
Bây giờ thì Nick sẽ tiếp cận gần hơn và đưa cô chú anh chị vào trong để chúng ta đi tham quan nhà thờ Reims, nhà thờ Đức Bà nổi tiếng tại nơi đây nhé. Rất là rộng lớn, rất là hoành tráng. Một trong những ngôi nhà thờ nổi tiếng của nước Pháp là đây. Bây giờ thì Nick đã có dịp được vào bên trong để tham quan rồi. Tuyệt vời luôn cô chú anh chị và các bạn ơi. Quá đẹp với những cái ô cửa kính màu đưa ánh sáng vào bên trong, rất tuyệt vời. Rời thành phố Reims, bây giờ thì Nick tiếp tục hành trình để di chuyển qua thành phố Nancy trước khi đến với thành phố Colmar nằm gần biên giới với Đức và Thụy Sĩ. Từ thành phố Reims qua thành phố Nancy mất đoạn đường khoảng hơn 250 cây số và đi mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Đến thành phố Nancy thì Nick được đưa đi ăn trưa trong một nhà hàng trang trí đẹp lộng lẫy như trong cung điện ngày xưa. Và món khai vị rất là đặc trưng kiểu Pháp đó là pate gan ngỗng trép bánh mì ăn rất đã. Cùng với món chính là bò steak tươi, ngon, ngọt, rất là thích thú luôn. Và món tráng miệng là một loại cheesecake có nước sốt là dâu tây, chua chua, ngọt ngọt, rất tuyệt vời. Hiện
tại thì Nick đang có mặt ở trong quảng trường Stanislas. Ở đây thì có một cái cổng mà được mạ vàng, nhìn rất là đẹp và bắt mắt luôn. Và ở chính giữa cổng thì có một cái đài phun nước, mà theo Nick tìm hiểu thì đài phun nước này mang tên là đài phun nước Neptune và Amphitrite. Đài phun nước này thì được sáng tác bởi một cái nghệ nhân Barthélemy Guibal. Đây là một tác phẩm mà được xem rất là nổi bật trong cái quảng trường này. Còn kế bên là nhà hát opera của thành phố, theo kiến trúc cổ xưa cũng rất là đẹp. Còn phía dưới xa kia được gọi là nhà thờ Nancy, hay còn có tên gọi là nhà thờ Đức Bà de l'Annonciation. Còn tòa nhà rất to, rất lớn ở trước mắt đây, có cờ treo ở bên trên đỉnh. Đó là tòa thị chính của thành phố Nancy, Hôtel de Ville. Và bên phải của tòa nhà thị chính chính là bảo tàng mỹ thuật của thành phố Nancy. Và hôm nay trước quảng trường Stanislas có trang trí rất là nhiều hoa cảnh, cây cỏ rất là đẹp. Nick sẽ đi một vòng ở trung tâm khu vực trước quảng trường này để quay lại cho cô chú anh chị và các bạn cùng chiêm nghiệm luôn nhé. Thank you.
cổ kính. Bây giờ thì nét trên đường di chuyển qua thành phố Colmar. Đây cũng được xem là một trong những thành phố nổi bật của nước Pháp, với khu vực Petit Venise, nổi tiếng là một cái tiểu Venice của nước Pháp nằm tại Colmar, chắc chắn là rất xinh đẹp, dễ thương. Nick sẽ quay lại review cho cô chú anh chị trong ít phút sau đây nhé. Đây là khu vực trung tâm của thành phố Colmar, và ngay chỗ này được gọi là Petit Venise. Trong một video clip khác, Nick có làm riêng với thành phố Colmar này, thì khi đó Nick làm là quay vào buổi sáng sớm, rất là bình yên, vắng lặng, rất là đẹp, với ánh nắng mặt trời đang dần chiếu sáng vào ban ngày. Còn đây là vào buổi chiều tối, khi mà Nick vào được thành phố Colmar ở một khía cạnh khác, buổi hoàng hôn, nhìn thành phố này cũng rất là bình yên và tuyệt vời lắm. Bây giờ cô chú anh chị nếu chưa xem video clip kia thì mời cô chú anh chị cùng trải nghiệm với Nick vào buổi chiều tại tiểu Venice của thành phố Colmar nhé. C'est surtout pour que les gens
Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Từ kiến trúc rồi tới con phố và dòng kênh, rồi quán cà phê, nhà hàng, khu vực rất là hài hòa. Mặc dù là trời sắp tối rồi, nhìn phải nói là mê ly luôn. Bây giờ thì trời sắp tối rồi và chim kéo về tổ trên cây này rất là đông. Phần video clip của bên Pháp đến đây thì Nick cũng xin kết thúc. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Nick sẽ tiếp tục làm phần 2 khi mà qua bên Thụy Sĩ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip kỳ sau. Chúc cô chú anh chị có một cái buổi review tại bên Pháp những điều thật là thú vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.